Xin chào thầy và tất cả các bạn, mình tên là Đào Hồng Phúc. Hôm nay mình làm bài tập về mạch đếm sản phẩm câu thơ không hiển thị trên nét bảy đoạn. Thì trong mạch này mình sử dụng con bút là 18F4550 và con IC dịch là 573. Thì ở trong con bút này thì mình sử dụng các chân truyền dữ liệu cho nó là từ chân là ở bọt D, rồi ở chân SCK và chân SDO này thì chân SCK có tác dụng là chân xung dịch, còn chân SDO là chân dữ liệu dịch. Thì nó sẽ truyền thông qua con IC chốt này. Ở IC chốt này mình có hai chân ra output cho nó là chân RCK và chân R4. Thì chân RCK là chân xung xuất dữ liệu thông ghi dịch, còn chân R4 là chân cho phép thanh ghi dịch. Rồi sau đó là dữ liệu sẽ được truyền thông qua các con IC lên các con IC 595 để được chuyển led 7 đoạn. Thì nó sẽ được truyền thông qua các chân cho phép xung clock của con bit và thanh ghi dịch. Sau đó là xuất lên để hiển thị trên led. Thì ở đây mình có sử dụng con counter đếm sản phẩm là con counter. Thì nó không giống như ở ngoài thì mình làm, thì ở đây là con counter này thì nó đếm sản phẩm là thông qua mình đặt cái mức xung lock cho phép nó đếm nhanh hay chậm. Ở đây thì ở đây mình đặt là 30 hạt. Ở đây mình xin làm code cho nó. Đây, ở đây là mình lấy bài 41 ở trong sách giáo khoa dùng để đếm sản phẩm chạy từ 0 cho tới 101. Khi tới 101 thì nó sẽ được chuyển về 0, sau đó là đếm tiếp. Đó, bây giờ mình cầm line bài cốt bài. Thì nó tới là nó quay về lại. Bài làm của mình tới đây là xong. Cảm ơn thầy và các bạn đã theo dõi.